Xin chào tất cả mọi người. Nay em quay cái clip của cái máy cắt xốp cắt vải nhé. Mọi người cần thêm cái thông tin gì thì cứ kết bạn Zalo nhé, rồi em tư vấn thêm cho. Rồi. Đây là cái mẫu máy cầm tay nha mọi người. Đây, cái dây của nó thì dài khoảng 2 mét. Cái tay cầm thì nhẹ thôi, khoảng mấy trăm gram thôi. Đấy, các bạn nữ cũng làm được nhé, không sợ nặng đâu. Đối với cái dao này thì lưỡi dao có thể gắn được dài 25 cho đến ngắn loại 5 cm. Mọi người nhận máy được thì kết nối dây giùm em nhé. Rồi. Đây có hai sợi dây này, hai sợi dây này, hai sợi dây nguồn, sợi dây này sợi dây điều khiển nhé. Đây. Mọi người cắm xa cũng được, nó không quan trọng đâu. Bởi vì cái này nó có 5 chân này, 4 chân là cắm xa cũng không vào được. Rồi. Cắm xong thì mọi người kết nối sợi nguồn, sau nó có một cái cổng kết nối này. Và nó cũng có một cái cầu chì bảo vệ luôn nha. Mọi sự cố sẽ nó sẽ được cái cầu chì này bảo vệ nhé. Rồi. Cắm nguồn. 2/2 điện nhà bình thường nhé. Rồi, ở đây thì nó có hai chế độ, một cái là bên trên là bấm bằng cái cò bóp ở ngoài tay nhé. Còn cái bên dưới này là mọi người bấm xuống, mọi người chỉnh nhiệt là nó nóng luôn, không cần phải bóp nữa. Rồi. À đây. Ở bên trên là tự động nha mọi người. Đấy. Bên trên mọi người cắm điện xong mọi người chỉnh nhiệt độ này. Và nó sẽ nóng luôn. Đây, cái này thì em có chú thích rõ ràng ở đây nha. Tất cả chế độ nào là ở đâu, đó, gạt lên là on này, ở dưới là off này, gạt xuống là bấm công tắc mới chạy này. Rồi cũng như là một vài cái lưu ý nhé. Mọi người cắm máy thì mọi người sẽ đợi khoảng tầm 3-4 phút này. Đó, nó sẽ đỏ về, nó đỏ như vậy thì mọi người lại giảm ngược lại về nhé. Đó. Mọi người giảm về cho nó phù hợp với cái tốc độ mọi người cần sử dụng. Rồi. Rồi, đây thì giờ em test thử trên cái này bọt biển nhé. Rất là ngọt nhé. Cái loại này nó mềm như cái bánh bò, không biết là cái loại gì. Cái này thì cao su rất là nhiều. Nên cắt mà cháy như vậy không bỏ. Đây. Tiếp đến là cái loại xốp này thì bình thường rồi. Đây, mọi người thấy không? Đối với cái loại này nó sẽ bị cháy nhé, loại này chỉ cắt bằng dây thôi. Mọi người nếu mà có cái chất liệu này thì đừng có mua cái loại này nhé, mua cái loại bằng dây á. Có loại dao này do cái tiết diện nó lớn ấy, đưa vô là nó cháy luôn. Này em không biết là cái loại gì nữa. Nó mềm lắm. Đây, hai cái loại này. Đấy là một cái xốp thường với cái bọt biển này. Này mọi người hay đóng hàng này. Đó thì rất là đơn giản rồi. Nó có thể cắt được vải nữa. Vải thì mọi người thay cái dao cắt vải cho thôi. Rồi, bây giờ em test chức năng bên dưới nhé, tắt này. Rồi, mọi người gạt dưới. Gạt dưới thì nó chưa lên. Cũng ở mức nhiệt nãy nhưng mà nó chưa lên đâu. Mọi người bấm. Đó, mọi người bấm công tắc cái. Cái này làm việc ở những cái khu vực mà mọi người lên xuống, mọi người đi xa nguồn này nè. Mọi người làm bị đứt quãng ấy, không liên tục ấy. Mọi người bấm cái này cho nó đỡ hại máy, tiết kiệm điện nữa. Rồi, mọi người chỉ bấm mấy giây là bắt đầu nó đỏ lại rồi. Đây, tổng thể máy thì như vậy thôi. Đây nha, em gửi kèm mọi người một cái khóa này, cái lục giác này. Mọi người siết cái lưỡi này làm sao cho nó vừa chặt tay nhé, đừng để siết lỏng nhé. Nếu mà siết lỏng là cái chỗ này nó bị lỏng, nó sẽ tiếp xúc là nó sinh ra tia lửa, là nó sẽ bị chảy cái chỗ này ra luôn. Mọi người lưu ý cho em cái chỗ này nhé. Rồi, mọi người xem mà có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo với em. Rồi em sẽ tư vấn thêm cho. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.